Anh em tự dừng chào các bác nhé. Hôm nay mấy anh em quay trở lại đi lấy cái tổ ong mà hôm trước tìm thấy nhưng mà muộn rồi không kịp lấy các bác ạ. Tổ này thì nó cũng ở gần đường bê tông, gần con đường mà anh em cũng hay lấy. Ừ, trên trên. Ừ. Hôm nay mình có dây bảo hiểm mới hay sao? Dây này có vẻ an toàn, chắc chắn rồi. À. Hôm nay mới sử dụng lần đầu tiên. Đấy, nhìn cũng rất là chắc chắn các bạn. Cái cây này thì không phải làm đường lên các bác ạ, thì là tự sẽ dùng guốc và dây bảo hiểm chèo bộ. Ôi thực lan à, tập kinh hai mạng thôi mà cho áo cứng đi mà cháu nằm đi phù pa thực lan cho áo kinh cho lâu nữa dùng thực lan có tân thôi phân nữa. Tổ ong này thì nó nằm ở trên cái cành bé thôi các bác, cách mặt đất khoảng 20 mét. Anh Tư ơi. Anh nghe. Cành này nó sâu nó mọn mất một nửa rồi, không ra được đâu, không lấy được đâu. Tổ này bỏ thôi. Tôi không làm bảo rồi thôi, thế bỏ đi. Vâng, em nghỉ tí em xuống giờ mà. Nó làm đúng cành sâu luôn. Cành nó bé. Hết, ăn hết một nửa luôn. Ở dưới này đúng là không thấy được, nhìn nó khuất lắm, không nhìn không rõ. Kiểu lên nó mới thấy. Tổ ong nhìn có to không? To, tổ ong thì to. À. Nhìn bộ mặt nó tròn nhỉ? Tròn, bộ mặt tròn đẹp. Rồi, nghỉ thôi. Tìm tổ khác lấy. Tôi uống nước đi, uống nước bây giờ. Đỡ nóng rồi ta xuống. Tổ này không lấy được cho nên là mấy anh em lại tiếp tục lên đường đi tìm những cái khác các bạn. Ở quanh cái khu này thì nhiều cây to cho nên là ong nó về làm cũng khá nhiều. Anh em sẽ đi tìm tiếp.
Cái cây này thì có những ba tổ ong làm ở trên đấy các bạn. Nó làm ở những cái cành bé. Ba cái tổ này thì nó cũng sát nhau thôi. Cái tổ này là tổ to nhất. Còn bên dưới này thì tổ bé. Còn lên cành trên này là tổ cũng to hơn cái tổ bé vừa rồi. Tự mới lên được có 1/3 cây thôi các bác. Do là cái thân cây này rậm quá, dây dựa nó bám sát vào thân cây nên là khó leo. Đoạn trên rậm quá không lên được, phải đi chặt nữa. Phải dặm à? Mà dây nó bé, không có chỗ bám luôn. Không có chỗ bám. Lúc ở dưới mình cứ tưởng là, nghĩ là mình quàng được cái dây lên đấy. Ừ. Nó không quàng được. Cây này rậm quá nên là mấy anh em chưa lấy được các bác. Hôm sau anh em sẽ chặt nứa lên. Chặt nứa lên để dặm, làm đường. Trèo thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ thì mấy anh em xuống nghỉ ngơi ăn cơm đã. Sau đấy rồi đi tìm cây khác, đi tìm tổ khác để lấy.
Xem có sợi dây nào bên dưới kéo bớt cho tự cái không có kiểu nó chưa kéo được lên dây ấy. Sợi dây nào? Cái dây bên dưới này, phía dưới này này. Chuyển qua cái cây này thì nó cũng hơi rậm các bác ạ. Nhưng mà nó chỉ có một đoạn thôi. Tự đang cố gắng lên để là lấy làm sao được cái tổ ong này xuống. Không có là mưa đến nơi luôn. Mây kéo đen lại rồi. Hy vọng là lấy xong tổ ong thì trời mới mưa. Chứ không là cũng bất công lắm các bạn. Mưa mất rồi con tự ơi. Mưa to rồi. Không, bây giờ cũng không quay được đâu vì là máy quay mình cũng phải bỏ vào túi, không có là nó ướt hết đây này. Chắc là em phải cất tay quay rồi bởi vì là trời mưa xuống thì nó ướt hỏng máy quay mất. Ok. Bảo sao Tư? Đợi mưa ngớt rồi lấy chú ạ. Đợi mưa ngớt lấy nhá. Rồi. Ờ thế thì để chú cất cái máy quay đi vào quay túi. Hỏng luôn máy quay luôn. Tự nó đang ở trên cây. Tự nó đang ở trên cây, bây giờ cũng không biết là cái nào xuống kịp trơn. Bây giờ đang ngồi ở trên cái nhánh cây ấy. Mưa khiếp. Mưa nó ồ ạt nó kéo đến luôn, không kịp trở tay luôn. Tự xác định ướt hết từng lan rất trơn lắm. Hôm nay đi lấy ong xui quá các bác ạ. Đi 3 cây. Cây đầu tiên thì cái cành nó bị sâu không ra được. Cây thứ hai thì rậm quá lên được nửa cây nhưng mà cái dây bảo hiểm kéo không lên được lại xuống. Đến cây thứ ba thì chuẩn bị lấy lên đến bầu mật, lên đến tổ mật rồi thì lại mưa. Mật mà bị mưa như này thì chắc chắn là về thì cũng không dùng được các bác ạ. Mật bị mưa này thì chắc là về chỉ gọi là ăn nhanh thôi, ăn gọi là làm bánh làm trái gì đấy ăn nhanh thôi, còn để lâu 1-2 hôm là nó sẽ chua ngay. Mật bị mưa là nó sẽ chua ngay. Nhưng mà tự nó mất công lên rồi thì nó sẽ lấy. Tự còn cách tổ ong khoảng vài mét nữa thôi các bác. Đấy, tổ ong nó nằm bên ngoài.
Vậy, tổ ong, tổ ong tháo hết luôn. Còn này, tháo chuẩn bị đi các bác này, đây này. Đây nó chuẩn bị đi nhá. Này chắc được 2 cân mật là hết cỡ thôi. Tổ ong này nó làm được cái cành này khá là lâu rồi. Đặc biệt, có một cái đặc biệt là nó làm bầu mật ở giữa các bác ạ. Làm bầu mật ở giữa luôn. Anh Tư ơi, bọc xô vào nhá. Những cái tổ ong này thì nó ăn hết số mật này nó đi thôi các bác ạ. Nó nằm vào tầm 1 tuần nữa là nó đi. Đây này các bác xem đây này, nó không còn một ít nhộng nào nữa luôn. Đấy. Nó bửa hẳn lên đấy. Này nó không còn tí nhộng nào luôn. Cái này là như thế này là nó sắp bỏ đi đấy các bác ạ. Sắp bỏ đi nó làm tổ mới. Không cần nước đâu anh ơi, không cần nước đâu. Bọc xô xong chưa? Ok, xong nhá. Lên xô nhá. Không còn một nhộng nào luôn. Và cái này không đến 2 cân mật các bác ạ. Bé lắm cái này. Thế là nó tháo hết rồi. Anh Tư đón mật nha. Từ từ nha Từ ơi, sắp xuống đến nơi rồi, còn 2 mét nữa. Xuống đi, xuống đi. Từ từ, chậm chậm, rồi, chậm lại, chậm lại. Bé lắm. Ồn nữa. Ồ. Bé lắm. Thấy bé nhỉ. Ít mật lắm. Con cháu đi rừng kiếm ăn, cũng nhờ thần rừng cũng kiếm được ít mật ong. Con cháu
xin gửi lại cho sân thần thổ địa nơi đây một ít mật, sau đó là phần còn lại cho con cháu xin về. Thôi nữa, ngồi đây thôi. Thôi, xuống thì thôi, xuống lên mà uống nước nghỉ ngơi đi. Thế là tiết vận an toàn rồi các bác ạ. Cái tổ này nó tháo. Nó chuẩn bị tháo rồi còn, xuống tháo. Nó tháo này là em vào sát tổ cách 40-50 phân nó không ra. Không ra luôn mà. Ờ. Ông nó không xuống nhà, hôm nay không xuống luôn. Nhưng mà tổ là mình lên tầm 2-3 mét là nó ra đấy. Có tổ thì chục mét nó đã ra rồi. Cũng không được mấy mật đâu, ít lắm. Mất nguyên một ngày, anh em đi tìm được 6 tổ ong các bác ạ. Và trèo 3 cây. Thì tới cây thứ 3 anh em mới trèo lên được và lấy được xuống. Nhưng mà ong nó lại tháo hết rồi. Về cân lên thì chưa được tới 2 cân mật. Nhưng mà cái câu chuyện xui ở đây thì nó lại còn chưa kết thúc. Nó vẫn đang còn các bác ạ. Đôi à. Cái là thùng sắm ấy. Khổ cái như thế nào? Kìm thôi cháu. Được không? Được không? Ô, không ăn thua rồi. Này làm cho mấy kiểu là bục yếm rồi. Hay là chú đặt lên thôi. Đặt lên là gió nó cản là được. Không cần phải buộc đâu. Cứ đặt lên là đi là gió nó cản là không bay được đâu. Ngồi gần một tiếng ở trong cống thì mưa nó cũng ngớt rồi. Bây giờ mấy anh em về. Cái cây ba tổ mà rậm lúc tự lên mà không lên được ấy, thì hôm sau anh em sẽ chặt nứa rồi đem lên. Đem lên và sẽ lấy bằng được ba cái tổ đấy. Thì các bác theo dõi video của anh em tự dừng thì ủng hộ chúng em bằng cách là đăng ký kênh để đến hôm đấy chúng em ra video sẽ thông báo tới các bác để các bác vào xem các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo các bác nhé. Anh em tạm biệt tất cả các bác.